Xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, thì hôm nay cháu quay trở lại nhà anh Tùng để tặng cho anh ấy một vài món quà, như là đón anh ấy đi Hà Nội để khám bệnh. Cháu mang theo thau này, rổ giá. Hôm trước anh em đến chơi thì nhà anh Tùng là không có rổ để đựng rau, không có thau để đựng nước. Thì cháu mua thêm một ít để cho anh ấy dùng đi đường, em nói mệt quá. Anh Tùng ơi, cửa khóa trong. Anh Tùng ơi, anh Tùng ơi, ngủ say thế cơ. Không biết qua nhà rồi. Anh Tùng ơi, hôm nào đến nhà anh này là anh ngủ rất say mọi người ạ. Gọi là phải gọi to. Anh Tùng ơi, anh Tùng ơi, mấy con trong nhà không trời. Anh Tùng ơi, hả, biết đi đâu. Nhìn vào trong đây xin có nhà không. Anh Tùng ơi, không có dép ở đây, chắc là mày với cả con đi đâu, nhưng mà lại thấy khóa cửa trong nữa nào nhỉ. Chết rồi, khóa cửa trong mà không thấy có ai, quên có đôi dép kia. Cháu vừa đi vùng quanh nhà gọi, cũng như là gõ cửa, gọi điện thoại, nhưng mà thuê bao không nhờ được. Chắc là anh Tùng với cả các con là đi vào trong rừng để làm nương rồi. Thế là cháu phải đi về thôi. Bây giờ là sẽ mang cái thau với cả cái rổ giá này mang sang bên nhà cháu Giao, không là bảo cháu Giao mang sang vậy. Từ nhà anh Tùng sang nhà cháu Giao là đi cũng phải mất qua một ngọn núi đấy. Để cháu bỏ Giao ấy, cháu bỏ Giao mang sang. Thì chiều bây giờ cháu sẽ phóng sang nhà Giao, xong rồi bảo Giao tối đón anh Tùng sang khách sạn để mai đi sớm cho nó kịp. Thế có một cái vấn đề liên quan đến cái bể nước cho các cái hộ dân mà cháu có đề cập tới, là cháu đang lên phương án để xây bể nước chung ấy. Thì có mấy bác gọi điện phân tích rất là hay, thì cháu cũng chia sẻ trên video này như sau. Đó là cái bể nước dành cho 28 hộ dân ở đây thì các hộ dân cách nhau rất là xa. Đấy là cái đầu tiên này. Mỗi hộ dân mọi người có thể nhìn thấy phân tán là mỗi một quả núi là khoảng có 1-2 nhà thôi. Ở đây là có 3 nhà này. Ở cái quả núi trước mặt mọi người nhìn thấy sau cái cây này, để cháu quay cho mọi người xem, là cũng chỉ có một nhà đỏ đỏ kìa. Đấy, máy đỏ đỏ kìa. Còn ở cái quả núi đằng này thì là có 2 cái hộ đấy, tức là mỗi một quả núi chỉ có 2-3 hộ dân thôi. Và việc mà lựa chọn cái điểm trung tâm để đặt cái bể nước chung cũng rất là khó. Ngoài ra là cái bể nước chung ấy thì là sẽ không bảo quản được, do là của cải, là đồ chung đấy, thì là cái đồ mà không có thuộc sở hữu của ai ấy, thì là sẽ không có người bảo quản. Kiểu dạng như là bác nói là cha chung không ai khóc ấy, tức là khi mà đã là của chung thì cái sự xuống cấp bảo quản sử dụng mà nó cũng kém. Một phần nữa là cái nước mà để mà lấy vào bể thì sẽ phải là nước mưa đấy. Nước mưa nếu như vào hôm nào không mưa phải đậy lại, nếu không thì cái con bọ gậy, con long quăng nó sẽ phát triển, tạo thành là cái nơi chứa dịch sốt xuất huyết, cũng rất là phức tạp. Thì bác đưa ra một phương án là xem hộ nào mà chưa có téc nước ấy, thì mua tặng téc. Thì cháu thấy cũng là hay, bởi vì là cái téc là của cá nhân và người ta sẽ phải tìm cách để mà lấy đầy téc nước bằng cách khác nhau, như là xách nước hay là lấy nước mưa các thứ, thay vì là mọi người vẫn phải đến cái bể chung xách nước mang về. Thì cứ là mang về mà không có téc đựng thì nó cũng không giải quyết được, bởi vì là đi một cái quãng đường mà ví dụ như là từ cái núi kia sang núi này trông thế thôi cũng gần cây số,
xách được cái thùng nước về dùng xong hôm sau lại xách tiếp thì rất là mệt. Do vậy là cái phương án là đặt téc nước tại từng nhà là hay hơn cả. Và cháu thấy cái lời khuyên của bác rất là hay. Xin cảm ơn bác. Không phải một bác mà là một số bác gọi điện. Thì cảm ơn các bác đã có cái lời khuyên rất là hữu ích. Và trong cái quá trình làm thiện nguyện thì cháu cũng luôn luôn lắng nghe cái ý kiến đóng góp tích cực của mọi người. Cháu nhấn mạnh là ý kiến tích cực, còn những ý kiến trái chiều mà chưa rõ đúng sai thì cháu xin phép là để phân tích thêm. Đã. Một phần nữa liên quan đến quá trình từ thiện thì thưa mọi người là cái tiền từ thiện là cháu bỏ tiền cá nhân, hoặc là nếu có thì là bạn cháu sẽ góp với cháu. Do vậy là có những bác có những comment không tích cực. Bác comment nói là mày tiêu bao nhiêu như thế nào thì phải báo cáo cho mọi người xem. Thì thưa mọi người là cháu không có thời gian không có thời gian để báo cáo, và cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo, bởi vì tiền của mình làm ra mình cho ai tiêu như thế nào thì mình không cần phải báo cáo, bởi vì nó sẽ rất là mất thời gian. Cái thứ hai nữa là tiền của bạn cháu gửi thì nếu có báo cáo ấy, thì cháu cũng chỉ nói với bạn cháu thôi, là bạn ấy cũng không thích gọi là công khai lên mạng xã hội những cái thông tin nó không hay. Do vậy là cháu cũng sẽ tôn trọng ý kiến của bạn. Bạn cháu gửi tiền để mua giúp nhà này nhà kia thì cháu mua bao nhiêu, còn thừa bao nhiêu như thế nào thì cháu sẽ nói với bạn. Và xin lỗi mọi người nếu mọi người phật ý là cháu sẽ không phải báo cáo trên cái trang cá nhân hay trên video của mình, bởi vì nhiều cái thời gian mình sẽ làm những việc có ích khác thay vì là mình chỉ tập trung vào những cái tiểu tiết nó không hay, không cần thiết. Đương nhiên là những cái kênh YouTube mọi người xem rất nhiều thì mọi người có một thói quen là mua cái gì thì hay là lên công bố công khai. Thì đó là những kênh YouTube mà họ lấy tiền của Mạnh Thường Quân, họ phải có trách nhiệm, phải có nghĩa vụ, phải công khai rõ ràng để cho mọi người tin tưởng. Còn bản thân cháu thì do là cháu không có nhiều thời gian để làm việc đấy nên là cháu cũng không nhận cái tiền của bất cứ ai gửi về. Đấy là mọi người hiểu và nắm rõ giúp cháu. Chú ơi, chú biết anh Tùng đi đâu không nhỉ? Vâng. À, đi Trân Châu á? Cháu vừa lên nhà, không có nhà, gọi điện không được. Cháu lên tặng ít đồ. Vâng. Đi Trân Châu á? Thế khó nhỉ? Cháu lên tặng ít đồ mà. Cháu lên tận nhà mà không được lại phải đi về. Dạ. Ủa, có số nó chưa? Sao ạ? Số chứ? Cháu có số gọi không liên lạc được, chắc là vào rừng không có sóng. Vâng. Tặng đồ cho nó à? Cháu điện rồi. Không gọi được ấy. Ừ. Lên nhà thấy khóa cửa. Ừ. Cháu biết khăn lắm đấy mà. Vâng, anh Tùng anh nghe khó khăn. Cũng mắt tăng độ nè. Gọi là tà khó khăn nhất nhất bản luôn đấy đúng không? Đúng rồi. Mắt nó không sáng rồi, nhưng mà khả năng có giữ đồ nó không này. Thì đấy, cháu bảo mai cháu đưa xuống Hà Nội chữa đấy. Thế à? Nhưng mà bây giờ lên là không gặp được, không biết là tìm ông ở đâu. Đó, à. Tí đó, nói tí nào. À. Ừ. Thế tí mà chú gặp thì chú bảo là sang nhà ông Sang nhá. Ông Sang đấy. Ông Sang là anh trai ấy. Sang ở bên Hồng Thu ấy. Ừ, đúng rồi. Thì mai cháu qua cháu đón xuống Hà Nội khám luôn. Ừ. Bây giờ cháu định qua đón mà không gặp đấy. Anh Sang thất gì? Đấy, ông Sang lùn lùn mà hay uống rượu đấy. Không uống rượu thất thất đâu rồi. Đấy. Vâng. Ông Thu đấy. Đây là anh của ông Tùng rồi đấy. Vâng. Thì chú bảo là tối về sang bên đấy luôn để mai cháu đón xuống Hà Nội khám sớm. Nó sống à? Vâng. Khám để con chữa xem nào. Cháu đưa đi à? Cháu đưa đi. À. Vâng. Thế là thằng này khó khăn nhất bản. Khó khăn nhất bản rồi. Ừ. Nói chung là thế là hai con ông đấy là cũng đi học cấp 1 hết hả? Đúng rồi. Vâng. Hai con nó đi học. Thế là bên cái đi học đấy có phải mất học phí không bác? Thằng của nó á. Vâng. Mới học phí đó. Thế là hai đứa con của anh ấy có phải đóng học phí không? Hay là được miễn? Đóng cố đấy. Vẫn phải đóng á? Ừ. Úi dồi. Thế lại không được miễn, khó khăn thế nhỉ? Khó nhỉ. Thế bác mà gặp anh Sang, anh Tùng bảo cháu với nhá. Vâng. Bảo sang nhà anh Sang để mai đi khám nhá. Vâng. Vâng, cảm ơn bác. Mai sang xuống đi à?
Cháu đi sáng sớm đấy. Yeah. Vâng. Thế bảo tốt nhất là tối nay sang đấy luôn. Cháu bảo ấy. Đây, đây là bác ở trong bản, bác ấy bảo là anh Tùng là hộ khó khăn nhất bản ấy. Trong 28 hộ khó khăn thì anh Tùng là cái hộ khó khăn nhất. Một mình là chống nuôi con, có vợ nhưng mà vợ bỏ. Đây là cháu quay cận cảnh cái ao nước mà tất cả hộ dân ở đây sinh sống, dùng cái ao nước này để ăn đấy nhá. Ôi chào cu nhá. Đi chân châu à? Cháu có biết nhà chú Tùng bị mù không? Có biết không? Biết à? Ừ. Thế nhà chú đấy khó khăn lắm phải không? Ừ. Thế cái chú bảo này, cái nước ở cái ao này là dùng để ăn đúng không? Thế là tất cả mọi người đều ra đây lấy nước ăn à? Úi dồi. Thế nhà cháu có tét nước không? Có thùng nước để nhà không? Có bể nước không? Có sao vẫn phải ra đây lấy nước ăn? Hả? Thế là bể nó hết rồi gì? Hay như thế nào? À, cháu có hiểu câu hỏi của chú, ý chú là sao lại phải ra đây lấy nước ăn mà ở nhà có bể nước thì phải ra đây lấy bể hết nước à? Chưa. Chỉ lấy nước đi. Đến lấy nước đi đâu? Đi cho lợn ăn. À cho lợn ăn thì rồi rồi. Thế còn hôm nào mà bể hết nước là sẽ lấy nước ở đây ăn thì đúng không? À, ok. Cháu học lớp mấy rồi? Học lớp 5. Lớp 5 à? Lớp 5 còi quá nhỉ? Nhà cháu ở đây gần đây không? Có. Hả? Nhà cháu ở gần đây không? Ở trên kia. Bên núi à? Không. À, đi bộ có xa không? Không xa nhỉ? Không xa lắm à? Ừ. Thế bố mẹ cháu làm nghề gì? Bố mẹ cháu làm nương à? À, không biết bố mẹ làm gì á? À? Nhà cháu có mấy người? Có 6 người. Ui dồi, 6 người á? À? Thế cháu là út à? À, thế anh chị lấy chồng lấy vợ hết rồi đúng không? Chưa. Chưa hả? Thế chú sang nhà cháu chơi được không? Không. Không, sợ hả? À? Ok, thế cháu đi làm việc đi nhá. Đấy, ở bà con trên bản này nhìn thấy người lạ họ cũng rất là cảnh giác. Bởi vì là... như thế là tốt mọi người ạ. Nhìn thấy người lạ mà không thân là tốt đấy, thì cũng chả biết ai xấu ai tốt mà cho vào nhà là không được đúng không? Đấy, cháu vừa thử thế thôi chứ cháu cũng không dám vào nhà bà con ở đây đâu, vì ở đây có những cái phong tục tập quán mình không nắm được, mà mình làm sai thì phiền toái cho cả hai. Đó. Khó cho mình, khó cho cả họ nữa. Cái ao này là như cháu vừa phản ánh ấy, là cái nước dùng chung cho tất cả hộ dân này. Bây giờ thì về cái phần bể nước ấy thì cháu cũng xin ý kiến của các bác thêm nhé. Cái phần bể nước mà bể nước chung ấy thì cháu chỉ đưa ra lời khuyên của các bác gọi cho cháu thì cháu đưa lên để mọi người cùng lắng nghe phân tích. Thì đó là cái bể nước chung thì nó sẽ không tốt bằng là dùng cái tét nước cho từng hộ gia đình. Thứ nhất là mình xách nước từ bể chung về đến nhà thì cũng không có cái đựng. Cái thứ hai nữa là bể chung thì sẽ không có người vệ sinh, không có người bảo trì bảo dưỡng, bởi vì là nó là đồ chung. Đồ chung này. Nói chung là đấy, mọi người có thể để ý những cái công trình nào mà không có ai sở hữu mà của chung thì nó cũng rất là không xuống cấp nhanh đấy, kiểu như vậy. Ok, thì giờ cháu phải phi sang nhà anh Sang ấy để dặn anh ấy là tối bảo ông Tùng này ông ấy về khách sạn mai đưa đi sớm. Một cái vấn đề liên quan đến anh Sang thì tạm thời là cháu sẽ tạm dừng post những cái video liên quan đến anh Sang để theo dõi mọi người nhé. Để theo dõi xem là như thế nào. Thì mấy hôm nữa thì cháu sẽ sang cháu thăm anh ấy thêm một vài buổi, rồi cháu sẽ di chuyển đi làm ở nơi khác, cũng như là tiện đường thì làm từ thiện ở nơi khác. Trong quá trình đi của mình thì cháu cũng sẽ có liên hệ với cả những cái gọi là trinh sát cháu nói cho nó vui, những cái ông tình báo ở hàng xóm ấy. Thì cháu có bảo các ông hàng xóm là nếu như mà ông có những cái video hình ảnh ông Sang uống rượu đánh vợ con nhé, video hình ảnh phải có bằng chứng chứ không nói mồm,
cháu đã thưởng cho 1 triệu. Nếu như mà cung cấp được cái video ông Sang uống rượu và đánh vợ con là cháu sẽ thưởng cho 1 triệu. Và cháu sẽ làm việc với ông Sang này. Và cháu cũng nói thẳng luôn với ông Sang là tôi có nói với tất cả mọi người xung quanh nhà ông, rồi cả hàng xóm, cả tất cả những người xung quanh, là nếu như mà họ quay được ông uống rượu ấy, là họ được thưởng 1 triệu. Cháu nói thẳng để cho ông ấy biết là luôn luôn có người theo dõi ông ấy. Để ông ấy luôn luôn ông ấy nhớ đến và ông ấy chỉnh đốn lại cái cách sống của mình. Ok, thì cháu xin phép mọi người cháu dừng video tại đây để cháu sang nhà anh Sang nói chuyện với cả anh Sang, bảo anh Tùng là tối sang để còn đi khám mắt. Thưa mọi người, là cháu sang nhà anh Sang thì lại có một tin rất là vui, đó là anh Sang đi cắt lúa rồi mọi người. Đây, gà đủ 3 con nhé. Ok, tốt, đủ 3 con gà là được rồi. Có nhiều người bảo cháu là gà trống cho ông Sang đâu, thì thưa mọi người là gà trống thì là kia có 2 con gà giống, một con đang ở trên cành cây kìa, và một con nữa thì chạy lăng xăng. Cháu chỉ mua gà mái thôi, bởi vì mọi người biết là mua gà trống về là lạ đàm, chúng nó sẽ đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Mọi người hiểu tập tính của loài gà rồi đúng không? Cô thay quần áo đi, cái này áo này mặc mấy hôm rồi? À, xuống xe anh cho kẹo đi, xuống xe anh để kẹo dưới đấy. Chị đi cắt lúa về à? Đào con gì? Tí nữa giao về bảo là giao nháy máy cho chú luôn để chú đón nó nhá. Chuẩn bị quần áo để chú đón vào khách sạn mai đi sớm nhá. Ừ, bảo giao đừng đi đâu ấy. Mai em đưa giao xuống Hà Nội với cả anh Tùng đưa đi chữa mắt nhá. Em cho nó đi 2 ngày nhá. Cho nó 2 triệu tiền công dẫn chú đi khám. Được không? Ly có xuống Hà Nội chơi không? Ừ. Mai chú đưa dao xuống, chú gửi quà dao mang lên nhá. À đây à, cô ca đâu nhỉ? Ca xuống đây anh cho kẹo anh nhé. Xuống đây nhé. Xuống đây, xuống đây nhé. Đi. Ca rất là nhanh. Cô thì là bị nặng hơn và chậm hơn, ca thì nhanh hơn. Nhưng mà tóm lại là hai chị em đều hiểu là có kẹo là rất thích. Đấy. Rồi. Đúng là ông trời thử thách lòng người rồi. Cháu sang nhà anh Tùng thì anh ấy không có nhà, sang nhà ông Sang thì ông Sang không có nhà, giao không có nhà. Xem là vừa gọi ông Tùng thì ông bảo là em vừa đi chăn trâu về xong, bây giờ lại lộn lại sang nhà ông Tùng. Ở chân mệt mất thôi. Đi 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 lại cả buổi chiều rồi. Úi dồi ôi, đông thế. Không sao, đi 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 đi. Chứ đùa đấy. Trẻ con ở đây là thích kẹo lắm. À, lại nhắc đến kẹo thôi, cháu nhắc nhiều lần nhưng mà cháu cũng xin nhắc lại là Mạnh Thường Quân mà cho em cô thì cứ cho gạo mới cả cho đường, sữa, cho đồ ăn nhá. Cho thịt cá, đừng cho kẹo. Đây, nhà của em cô là đang hết gạo, cháu mới mua cho 30 cân. Thì cháu hỏi ông bố là thế gạo đâu mà lại để hết, thì ông bảo là nhà hết gạo rồi, thì cháu tưởng là ông mang gạo đi bán lấy rượu, lấy tiền mua rượu. Thì cháu bảo là gạo của Mạnh Thường Quân cho gia đình anh đâu, thì ông bảo là Mạnh Thường Quân chỉ cho cô quần áo bánh kẹo với cả cho tiền, thì cô toàn mang tiền đi mua kẹo thôi. Mọi người ơi, là em cô là một người không bình thường nên mọi người đừng cho cô tiền nhé, cho đồ thôi, cho tiền là em ấy lại tiêu lung tung nữa. Đương nhiên là cho rồi thì tiêu cái gì thì mình không có quyền, nhưng mà ý là em ấy không đủ tỉnh táo. Cho 10 triệu hay là bao nhiêu tiền thì em mang đi mua kẹo, rồi thậm chí là bị cửa hàng bán kẹo nó lừa 500 thì nó bảo là 20.000 thì cũng dở. Nói chung là
tiền của mọi người cháu cũng không có quyền, nhưng mà cháu chỉ khuyên thế thôi. Đây kẹo anh em ơi. Nào. Mỗi đứa hai cái nhá. Ca xin chú. Ừ. Tốt. Không cần bảo biết xin. Nào, ca xin chưa? Ok. Đấy, cháu lên miền núi đi đâu cũng có kẹo. Nào. Ok. Thằng Thành đâu? Thằng Thành nhá, mày hay phá xe của chú nhá, mày phải xin lỗi chú đã. Con xin lỗi. Lần sau mày phá xe chú chặt tay đấy nhá. Toàn bẻ gương các thứ này. Đây còn của cô đấy. Tất cả các em có ca nha lấy chưa? Đây, xin chú đây. Ừ. Đây còn của cô đã, xem cô cảm ơn nhá. Xin chưa? Ok, em xin. Em xin anh. Em xin anh. Nhé. Em xin anh. Nhìn vào mặt anh à, em xin. À thế thì li li li. Xin đi để cho cô bắt chiếc. Đấy, thấy chưa? Đây nha. Xin đi thì anh cho nhá. À. Không phải là cháu mà là em xin. Em xin đó. Chú xin nhục tôi đi. Tôi trắng. Em xin anh. Không xin thì thôi nhá. Thôi thôi ok, anh cương quyết không cho. Này các cháu nhỏ này. Bảo chị cô xin thì mới cho, không xin không cho nhá. Không chị quen đấy. Còn đấy thôi. À kia có hai bạn nhỏ kia cho nốt hai bạn. Các cháu nhỏ mà sau chị cô xin gì bảo chị cô xin thì mới cho nhá. À, đây là thằng cu là cầm hai cái kẹo cho bạn kia hộ chú đấy. Bây giờ cháu sang nhà anh Tùng đây. Đi 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 lại. Số ông là khả năng là điềm báo đấy ông Tùng ạ. Quay đi quay lại 3 lần mới gặp. Thế vừa anh đi đâu ấy? Hai đứa đây chào chú chưa? Hả? Ủa, bị câm à? Cháu tên là gì? Ừ. Cháu chào chú, nói đi. Cháu chào chú ạ. Ừ, tưởng bị câm. Ừ, chào chú nhỉ? Phải chào chứ. Ừ, là con, của... con anh hả? Là con của... chú này. Ừ. Em nói chú này. Vừa đeo cái chuối này. Ừ. Vừa anh đi đâu ấy? Vừa đeo cái chuối này về đến nhà. Đây em tặng anh cái thau với cả cái giá nhé. Vâng, rất cảm ơn. Ừ, rất cảm ơn ạ. À. Không có gì. Em cảm ơn chú ạ. Ok. Anh chuẩn bị quần áo đi. Chuẩn bị bao giờ đi luôn ạ? À, đi 2 ngày nhé. Vâng. Thế thì là đưa hai thằng cu này đi vào xuống phòng lớp xong này mình. Đưa nó đi đâu? Đi phòng suy đi. Đi gửi ai à? Gửi cho trung đất đây. Ok, xuống ô tô em chở đi nhé. Cháu ơi ra chú Bảo, cháu biết nói tiếng Kinh không? Cháu ra chú Bảo. Ơ, ra chú Bảo ok. Thế là bây giờ cháu với cả em đi ra chỗ nào? Không phải em đâu, em đi họ ở trường cấp 2 kia. Thế bây giờ bố đi 2 ngày thì bọn cháu ở đâu? Sang trường cấp 2 luôn hả? À nhà nhà chú hả? Đây là nhà bố thôi. Nó là con. Bây giờ là gửi hai đứa con nhà anh gửi đi đâu? Gửi đi chỗ Phan Sơn đi. Gửi nhà thì... em trai anh gì? Không gửi chỗ trung đất. À gửi lên trường gì? Lên trường Phan Sơn đi. Là đứa đó là nó sáng ngày mai nó mình đi học xuống trường cấp 2 của nhà anh sang. Rồi rồi. Kia. Rồi. Thì là nó trong nhà tính tối là điền cho mẹ. Về trong nhà. Ừ. Đây. Chuẩn bị quần áo đi. Vâng. Nhá, đi 2 ngày. Vâng. Sáng mai đi đến ngày kia về. Vâng. Nhá. Tức là ngày kia mai là đi đường là hết một ngày rồi. Vâng. Ngày kia khám xong là về luôn nhá. Vâng. Cái thuốc sáng mắt này anh còn uống không đấy? Còn. Vẫn còn đúng không? Ngày 2 viên nhá. Vâng.
À ngày 4 viên sáng 2 tối 2 sau ăn nhá. Cho nó đỡ nhức mắt mỏi mắt mà sao anh xé cái hộp của em như này. Cái vỉ thuốc của nó đâu? Không đặt xuống đi. À cất đi rồi rồi. Xịt khớp còn không? Đấy hôm nào mà ngã nhức đau rồi lấy cái này mà xịt này nhá. Đây. Ờ xịt sưng tấy xịt vào. Còn đây thuốc sáng mắt đây đúng không? Uống dở rồi, ok. Uống cái sáng mắt của em có thấy đỡ nhức mắt hơn không? Đấy, nó đã nhớ một tí. Đỡ tức rồi đúng không? Vâng. Ok. Nên cho cô gì? À, không muốn sao bố à? Bố đi chữa mắt con ạ. Chú đưa bố đi chữa mắt nhá. Bố chữa lấy cái mắt sáng rồi sau là bố về bố kiếm tiền nuôi con. Nhá. Một sắp tặng nó còn như thế phải. Con ở nhà ngoan đi, bố đi 2 ngày bố về nhá. Thế à? Đây coi chú anh ngồi xuống động viên nó không là nó buồn. Ngồi ôm nó rồi động viên nó. Đưa thằng Nam đến thằng Phử nó đi vào trong trường. Đi vào trường. Sao? Nó mạch khóc. Nhá. Vào trường thì bố đi 2 ngày bố về nhá. 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 Sao? Tên nhá. Anh lau mũi cho nó đi, lau mũi nó chảy mũi rồi. Sao con? Nhá, chờ bố về nhá. Anh đi ra đây chú yêu nè. Thế con mang bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Con bao nhiêu tuổi rồi? Hả? 6 tuổi. 6 tuổi à? Đáng yêu quá nhỉ. Đây là em cháu hả? Hả? Ừ. Đây này là con nhưng mà đây là em cháu. Ừ. Thôi rồi đưa vào trường đi, rồi bố đi chữa bệnh nhá. Bố về bố sáng mắt, bố còn nuôi con chứ nhá. Đi. Yếu lắm. Không ngoan lắm. Đi. Đi đây, chỗ sáng sáng đứng ở đây để chú chụp một cái tấm ảnh nào. Chú chụp một tấm ảnh cháu xinh trai nào, đẹp trai nào. Nhìn vào đây nào. Rồi chú chụp với. Đi. Hai anh em giống nhau nhỉ? Giống nhau thì con sẽ giết là chú muốn đấy. À đây là hai con đây đúng không? Còn bạn kia thì là cháu hả? Lấy này là tất cả cùng ba đứa con mà chú rồi. À rồi rồi. Anh là có ba đứa đúng không? Ba cháu đúng không? Đi. Ba đứa. Rồi. Đưa ra hai anh em đi lên trường bán chú. Đấy, cậu em này có vẻ tình cảm hơn cậu anh này. Bố đi là khóc. Con nhớ bố không con? Hả? À, con nhớ bố không? Con nhớ bố không? Hả? Nhớ bố không? Hử? Con nhớ bố không? Nhớ bố không con? Bây giờ nó khóc rồi chú. Không bán rồi chú. Nó đang buồn. Hai cậu này cũng mập phết đấy nhỉ. Anh trộm vía anh nuôi giỏi đấy. Xinh đấy. Cậu này cậu xinh phết đấy. Vẫn đang khóc. Nó thương bố mà. À, thương bố tốt rồi. Mình nghèo nhưng mình đẻ được đứa con này cũng mát ruột. Vừa bác trưởng bản bảo là nhà anh là nghèo nhất bản. Hả? Em ủa em với xã luôn hả? Ừ. Em cũng vừa vào nhà bác trưởng bản rồi mà. Vâng. Đang vào trao đổi về cái téc cái bể nước cho chung cho mọi người. Đi. À, giờ cháu đưa hai cháu nhỏ đi đi gửi trường nội trú và đưa anh Tùng đi chữa mắt. Trời rất đẹp. Hy vọng là mọi chuyện suôn sẻ, mắt của anh Tùng sẽ sáng trở lại. À, xin chào mọi người nhé.